Chùa Ba Vàng trao tặng nhà tình nghĩa 150 triệu đồng cho thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của tất cả các ban ngành đã thấu hiểu nỗi lòng của gia đình tôi. Nay tôi không biết nói gì hơn hết, chỉ biết xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ cũng như tất cả các cựu chiến binh gần xa đã giúp đỡ gia đình tôi. Vừa qua, Chùa Ba Vàng trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng cho ông Nguyễn Viết Thướng, thương binh hạng 4, người nhiễm chất độc da cam dioxin ở thôn An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều. Gia đình thương binh Nguyễn Viết Thướng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Vợ chồng ông sinh được 5 người con, nay đã mất 4 người do mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ duy nhất còn một người con gái lấy chồng xa. Kinh tế khó khăn, vợ ông Thướng bị ung thư tủy và bệnh não. Việc đi lại nhiều trở ngại, bản thân ông Thướng là thương binh hạng 4, chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học, trên 70 tuổi, đang bị ung thư phổi, sức khỏe yếu. Cơn bão số 3, Iagi, đã khiến nhà ở của ông Thướng bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Thướng và theo sự vận động kêu gọi của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp ở tỉnh Quảng Ninh, Chùa Ba Vàng đã trao tặng 150 triệu đồng giúp đỡ cho gia đình ông Thướng có nguồn lực xây, sửa nhà kiên cố, yên tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trao đổi với báo Đại biểu Nhân dân qua điện thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Minh An đánh giá cao tấm lòng của các nhà hảo tâm, nhất là Chùa Ba Vàng. Ông An cho biết thêm, trong tháng 8 vừa qua, Chùa Ba Vàng cũng đã hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Ninh 180 suất quà với trị giá 90 triệu đồng để hội trao tặng cho các nạn nhân trên địa bàn.